Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. À, chào các vị. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. À, dạ, mời Phật chào các vị chúng ta đang cùng lớp học. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Dạ, mời Phật. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Trước khi học bài mới, xin trả lời câu hỏi của vị Phật tử học viên như là Vũ Thị Ngọc Dung. Vị này hỏi rằng là tại sao trong cái tâm si phóng dật vẫn đủ 12 sở hữu tâm giống như là si hoài nghi. Bởi vì vị này nghĩ rằng là do vì cái tâm này bị bỏ si hoài nghi cho nên phải là 14. Không biết là cô Ngọc Dung có trong phòng không ạ? À? Thưa sư, con có ạ. Dạ dạ. Dạ thưa cô, do vì trong cái tâm si phóng dật á, tất nhiên là không có hoài nghi, nhưng mà do vì trong si phóng dật nó có thắng giải, cho nên là nó vẫn về con số đó thì nó vẫn là 15 sở hữu. Còn trong khi đó nó thì trong tâm si hoài nghi, tuy rằng có cộng thêm cái sở hữu hoài nghi, nhưng mà đồng thời nó thì cũng bớt đi một sở hữu trong biệt cảnh, tức là sở hữu thắng giải. Giờ cho nên là ở đây chúng ta biết phải nhớ rằng là tuy rằng là đều là 15 sở hữu hết, nhưng mà hai tâm này khác nhau. Một bên thì có hoài nghi, còn một bên nó thì có hoài nghi, còn bên thì có thắng giải. Rồi câu hỏi tiếp theo, cô hỏi rằng là đối với một vị nhập thiền diệt, ở đây cô nhớ là chỉ diệt chứ không phải là diệt. Diệt đây giống như là diệt trừ á, diệt là mất á, thì lúc đó nó có phải là không có tâm hậu kiếp? Dạ đúng, lúc đó là không có tâm. Và sau cái thời gian nhập định á, tức là sau cái khoảng thời gian ấn định do cái nguyện lực của vị đó đó, thì cái tâm mà sanh lên đầu tiên nó sẽ là cái tâm thánh quả, tùy theo cái vị nhập thiền diệt đó là vị tam quả hay tứ quả, mà khi đó thì sẽ là một trong hai tâm tam quả hay tứ quả sanh lên, rồi sau đó là hữu phần và tiếp tục cái dòng tâm thức. Thì cái phần này á, thì chúng ta sẽ học rõ hơn ở trong cái phần lộ trình tâm. Lộ trình tâm thì nói rõ lại cái phần này. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Dạ. Bài học ngày hôm nay chúng ta học tiếp theo cái phần yếu hiệp. Trong cái phần yếu hiệp vừa rồi đó thì chúng ta đã học 3 phần. Đó là nhân, thọ và sự. Sự hay là cái việc làm hay là chức năng của tâm. Và trong 14 sự hay là 14 cái việc làm của tâm đó là những cái phần mà sau này chúng ta sẽ học, mà chúng ta sẽ đề cập đến rất nhiều ở trong lộ trình tâm. Do vậy các vị học viên chúng ta cố gắng nhớ là 14 cái sự này. Và trong 14 sự này đó thì chúng ta sẽ trở lại trong cái phần lộ trình tâm với những cái tâm nào làm bao nhiêu cái sự hay là bao nhiêu cái việc làm. Do vì sau này chúng ta phải nhắc lại, cho nên là tôi không có nói chi tiết, là không có nói chi tiết lúc này mỗi tâm làm bao nhiêu, có bao nhiêu việc. Thứ nhất là khi mà chúng ta ghi nhiều như vậy đó thì các vị cũng thấy bài vở nhiều mà mình cũng thấy rối rắm. Thứ hai nữa thì lúc này đó thì có thể là các vị cũng khó có thể nhớ. Sau này thì khi mà chúng ta học ở trong lộ trình tâm đó, thì để biết một tâm có thể làm bao nhiêu, được bao nhiêu việc đó, thì khi đó nó sẽ dễ nhớ. Thứ nhất là chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần. Thứ hai là do cái tiến trình sinh diễn của tâm mà mình dễ dàng mình nhớ các cái việc làm của tâm. Ngày hôm nay chúng ta học tiếp theo về cái phần
Các vị hoan hỷ đợi tôi chứ. Thưa các vị, chúng ta học tiếp cái phần tiếp theo, đó là cái phần môn. Dạ, chúng ta học tiếp theo đó là cái phần môn. Môn chữ Pali là chữ đoà đó. Chữ môn ở đây có nghĩa là cửa. Và đây là một cái cách nói hình ảnh. Tức là cái thân của chúng ta đó, nó giống như là một cái căn nhà. Và để mà từ cái căn nhà đó quan sát cảnh bên ngoài đó, thì thông qua các cái cửa. Và trong ví dụ pháp nói đến, trong ví dụ pháp cũng như trong kinh đó, là đề cập đến tất cả là sáu cái cửa. Sáu cái cửa này nó thì còn gọi là căn. Do vậy khi chúng ta đọc trong kinh, chúng ta thấy các cái câu nói như là vì tỳ kheo thu thúc các căn, các căn đây chính là các môn, hay là vì tỳ kheo thu thúc lục căn. Lục căn ở đây chính là cái sáu cái môn mà chúng ta đang học ở đây. Thì sáu môn này thì chúng ta dễ nhớ. Thứ nhất đó là nhãn môn. Dạ, con thưa sư, thưa dạ. Sư Hoàng Thị trao quyền host cho con với ạ. Dạ, dạ, dạ. À, khi nào quên đó, cô Hoàng Thị cũng nhắc dùm người Facebook vào đó, khi quên. Thì cái môn hay là cái cửa ở đây á, tức là cái nơi mà thông qua đó đó các cái tâm biết được cái cảnh ngoại cảnh, biết được các cái cảnh ở bên ngoài. Nó giống như là một cái cửa mà thông qua đó người ta có thể đó là ở trong người ta nhìn ra ngoài, hay là ngoài có thể đi vào trong. Thì ở trong kinh nói đến sáu cái cửa ngõ, mà do sáu cái cửa ngõ này mà cái tâm của chúng ta bắt cảnh, trong đó có cảnh xấu, có cảnh tốt, có cái thiện, có cái bất thiện, có vô ký. Thì sáu cái ngõ này, ngõ đầu tiên gọi là cái nhãn môn. Chữ Pali là chữ chắc khổ đo đó. Nhãn môn, một cái vị nào mà ghi kỹ hơn đó là nhãn môn hay là cửa mắt. Hai là nhĩ môn. Nhĩ môn là chữ sô tá.
Sotanara. Ba là tỷ môn. Chữ khang á. Thứ tư là thiệt môn. Là chi qua ha. Chi qua ha đó ra. Chi qua ha đó ra. Thứ năm là thân môn. Kaya dwara. Thứ sáu là ý môn. Ý môn là mano dwara. Tất cả tâm á được sanh lên á là thông qua sáu cái cửa ngõ này. Cửa ngõ đầu tiên nhãn môn hay là cửa mắt, thứ hai là nhĩ môn là cửa tai, thứ ba là tỷ môn là cửa mũi, thứ tư là thiệt môn là cửa lưỡi, thứ năm là thân môn là cửa thân, và ý môn là ngõ bằng ngõ ý. Thì thông thường chúng ta hay nói đến các cái giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ngày hôm nay chúng ta có nói đến cái giác quan thứ sáu, tức là cái ý môn. Tuy nhiên thì cái giác quan thứ sáu thì thông thường cái chúng ta được dùng giống như là một cái trực giác, tức là một cái nhận thức mà mình không có thông qua các cái năm cái giác quan này, mà cái trực giác đó nó biết qua mà giống như là bằng cái linh cảm vậy đó. Còn cái ý môn của vi diệu pháp đó thì chỉ cho tất cả những cái nhận biết nào mà không qua các cái giác quan này, không có thông qua nhãn nhĩ tỷ thiệt thân hay mắt tai mũi lưỡi thân, thì những cái nhận thức đó được gọi là ý môn. Do vậy tức khi mà ở các cái phương pháp hướng dẫn tu tập thiền định á, thì có một cái ví dụ về một người mà cần phải bắt một con sóc trong cái gò mối có sáu hang. Và nếu mà trong một cái gò mối có sáu hang như vậy đó, mà con sóc mà nó chui vào trong đó, thì nếu mà cả cái sáu hang được mở hết, cả sáu cái cửa đều được mở hết đó, thì rất khó bắt được con sóc đó. Và nếu mà trong sáu cái miệng hang đó mà vị hành giả đó đóng hết năm cái miệng hang đó, thì còn lại một mười miệng hang đó, thì dễ dàng hơn. Thì cũng vậy đó, là cái tâm của chúng sinh đó, là thông qua sáu cái cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì sáu cái cửa này nó nhận thức cái cảnh liên tục. Chẳng hạn giống như là khi mà các vị đang ngồi ở trong lớp học này đó, thì mắt chúng ta nhìn trên màn hình, rồi tai chúng ta nghe, rồi ý suy nghĩ, rồi có thể thân chúng ta đang cảm giác mình đang ngồi trên ghế nó tê chân hay vân vân. Thì trong cái lộ trình tâm nó diễn tiến hết cái lộ nhãn môn, rồi đến cái nhị môn, rồi đến cái tỷ môn, vân vân, nó cứ sanh đi sanh lại, nó cứ xen kẽ với nhau liên tục như vậy đó. Thì nếu mà một vị hành giả đó mà tìm một cái nơi nào đó mà cái cảnh vật bên ngoài đó thì nó cũng không có để tác động với cái tâm trí, âm thanh bên ngoài đó thì nó cũng không có ảnh hưởng đến đến nhĩ môn, tức là phải lấy tai nghe,
rồi cái môi trường là về tỷ môn, thiệt môn, thân môn thì đều là ở trong một cái trạng thái nó không có rõ rệt. Như vậy vấn đề còn lại là vị này chỉ tu tập đối với ý môn thì đó là một cái việc dễ dàng. Và Đức Phật này thường dạy cho các vị tỳ kheo đó, khi mà tu tập là với cái nhãn, với cái nhĩ, tỷ, thiệt, thân hay mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là luôn luôn phải được kiểm soát. Và đây là lý do khi mà chúng ta học về các cái pháp môn thiền định đó, thì chúng ta dễ cũng hiểu rằng là tại sao mà có những cái pháp môn mà Đức Phật này ngày hướng dẫn tu tập. Mà nếu mà một người mà nghiên cứu Phật học á, một người bên ngoài đó, thì họ dễ dàng họ thấy họ dễ dàng họ sẽ nghĩ rằng giống như là những cái cách mà chúng ta hành sát như khổ hạnh vậy. Chẳng hạn giống như là ở trong cái pháp Đầu Đà, tức là 13 cái cách mà vị tỳ kheo tu tập sống cái đời sống ly dục á, thì chẳng hạn giống như là từ cái thức ăn thì vị đó phải được trộn lẫn, chẳng hạn giống như là thức ăn khắc thực như vậy đó, thì vị đó làm sao đó là những cái món ăn đó mà vị đó không có tham đắm. Rồi hay tất cả những cái cảnh vật, như là trong kinh nói là khi mà mắt nhìn cái cảnh sắc á, là vị đó không có chấp cái tướng chung, không có chấp tướng riêng, tức là không có chấp cái hình dáng tổng quát hay là những cái hình dáng chi tiết, mà do vì cái nhìn đó nó có thể dẫn đến cái tham hay là cái sân. Thì tương tự cái nhĩ môn, cái tỷ môn, cái thiệt môn cũng là cái ý môn cũng vậy. Và ở trong cái ba cái nền tảng tu tập về giới, định và tuệ đó, thì nói riêng về cái giới đó, thì giới chẳng hạn giống như là chúng ta có ngũ giới hay bát quan trai giới hay sa di giới, tỳ kheo ni giới, tỳ kheo giới, vân vân. Thì ngoài những cái giới nó ra đó, thì sáu cái môn này nó trở thành là sáu cái giới của một vị hành giả tu tập, tức là tu tập đối với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Là ngày hôm nay chúng ta học vi diệu pháp là chúng ta thấy rằng là tại sao mà Đức Phật này dạy tu tập như vậy, là bởi vì đây là sáu cái cửa ngõ mà từ đó cái tâm nó có thể nó sanh lên được. Thì ở đây chúng ta chỉ đơn cử một trong sáu môn này thôi. Ví dụ giống như là chúng ta nhìn một cái cảnh nào đó, và chúng ta có một cái cảnh nào đó, cảnh nào đó, thì cái cảnh đó nó tác động vào cái căn của chúng ta hay là cái môn của chúng ta. Ở đây chúng ta ví dụ như là cái cảnh sắc, thì nó tác động vào mắt. Thì khi mà nó tác động như vậy đó, thì từ một cái tâm hữu phần á, tức là cái tâm hữu kiếp bình thường đó, thì khi đó một cái tâm sanh khởi, nó mở ra cái cửa, nó mở cửa cho các cái căn này sanh lên. Chúng ta gọi cái đó là cái khai ngũ môn. Dạ, cái khai ngũ môn. Sau khi mà khai ngũ môn sanh lên á, thì nó sẽ ngay sau đó đó, thì nó sẽ tiếp theo đó là cái tâm nhãn thức. Nhãn thức rồi nó tiếp thu rồi quan sát. Dạ, tiếp thu rồi quan sát không? Quan sát rồi lấy đoán định. Dạ. Rồi cái động lực. Cái động lực này nó, hôm trước tôi chỉ nói sơ sơ qua thôi, tức là cái động lực á, tức là những cái tâm mà nó xử lý cái cảnh. Ví dụ giống như là chúng ta nhìn cái cảnh sắc, thì cái giai đoạn động lực á, chính là cái tâm mà nó xử lý cái cảnh sắc này. Và khi xử lý ở đây là như thế nào? Ví dụ giống như là với một chúng sinh phàm phu mà không có tu tập, thì khi mà cái nhãn thức nó sanh lên, nó nhận ra cái cảnh sắc đó là cái cảnh, nó nhận ra được cái cảnh sắc. Rồi cái tâm tiếp thu á, là cái tâm thu nhận cái cảnh đó. Và cái tâm quan sát á, là cái tâm đó, đó là nó xem xét cái cảnh nó như thế nào. Rồi cái đoán định ở đây á, là nó xác định đây là cái cảnh đẹp. Rồi khi mà nó đoán định cái cảnh đẹp rồi đó, thì nó xử lý cảnh đẹp đó bằng một cái thái độ.
bằng một cái thái độ, nếu mà đối với một chúng sinh phàm phu còn cái ưa thích cái cảnh đó đó thì khởi lên cái tâm tham, à, cái giai đoạn động lực này nó là tâm tham. Và nếu cái tâm tham này á, nó còn mạnh mẽ đó, thì nó tiếp theo nó còn lại là na cảnh, và tức là cái cảnh còn dư sót. Dạ, thì một cái tiến trình như thế này nó gọi là cái tiến trình lộ ngũ môn, lộ nhãn thức. Lộ ngũ môn mà thuộc về lộ nhãn thức, tức là các cái tâm tiếp thu, quan sát, đoán định, động lực, na cảnh. Động lực ở đây là tức là những cái tâm xử lý cái cảnh đó. Ví dụ như là cảnh xấu quá thì mình có thể mình sân, hoặc là cảnh tốt mình có thể mình tham. Hoặc là đối với cái trường hợp của một người mà họ đang sống bằng cái thiện tâm, thì chính cái giai đoạn động lực này là chính những cái giai đoạn của các cái tâm đại thiện. Thì các cái tâm này được gọi là những cái tâm sanh lên thông qua cái nhãn thức. Và cái nhãn thức kia này nó thì được gọi là nhãn môn. Tương tự như vậy, những cái tâm nào mà được sanh lên thông qua cái nhĩ thức á, thì được gọi là nhĩ môn, tỷ thức, là tỷ môn, thiệt thức, rồi thân thức. Còn đối với cái ý môn á, tức là một cái tâm mà nó bắt cảnh, ở đây cái cảnh là cái cảnh pháp, nó không có thông qua năm căn, tức là không có thông qua hay là năm môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn đó. Thì những cái tâm mà nó sanh lên không có thông qua năm cái giác quan trên á, thì những cái tâm đó được gọi là cái tâm ý môn. Sau này trong lộ trình tâm thì chúng ta sẽ học về cái gọi là cái lộ ý môn. Đấy, ví dụ như là trong khi mà chúng ta đang nằm nghỉ, chúng ta nhắm mắt lại thì chúng ta suy nghĩ đến một cái chuyện nào đó, và những cái chuyện đó nó không phải là do mắt thấy, không phải là tai nghe, cũng không phải là cái mùi để chúng ta ngửi, không phải là vị để chúng ta nếm, mà cũng không phải là cái cảm giác do thân xúc chạm, mà thuần túy nó là thuộc về ý. Thì những cái tâm khi này được gọi là những cái tâm sanh lên thông qua cái ý môn. Như vậy thì ở phi diệu pháp á, cái phần yếu hiệp tiếp theo chúng ta học á, tức là cái môn, tức là hay là cái cửa. Và những tâm này sẽ có những cái tâm á, nó sanh lên trong cái cảnh, trong cái lộ gọi là cái lộ nhãn môn. Có những cái tâm nó sanh lên lộ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, hỷ môn. Sau này thì chúng ta sẽ học rõ hơn là cái tâm nào á, sanh trong cái lộ nhãn môn, tâm nào sanh trong cái lộ nào. Bây giờ đó thì các vị chỉ nhớ như vậy thôi. Và sáu cái cửa này hay là cái sáu cái môn này nữa thì thật ra thì cũng dễ nhớ. Thì chúng ta nhớ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Dạ. Cái cách tôi hướng dẫn của các vị ngày hôm nay đó là cái cách mà ngày xưa mấy vị mấy ngày lớn trước á, cũng hướng dẫn như vậy. Thật ra thì ai học ví dụ pháp thì cũng học nhiều lần. Và mặc dù mỗi vị giảng sư, mỗi vị thầy có cách hướng dẫn khác nhau, nhưng mà tôi được hướng dẫn làm sao mà cố gắng để nhớ ví dụ pháp mà không cần phải dùng nhiều cái sách vở. Và để nhớ như vậy đó thì bắt buộc đó là chúng ta cố gắng, chúng ta vận dụng cái lý để mà mình nhớ. Và có những cái trường hợp mà những cái lý đó do vì cái bài học chưa học đến, cho nên có những cái lý đó đối với chúng ta mơ hồ, thì sau này chúng ta sẽ học rõ ràng hơn. Chẳng hạn giống như là làm sao để nhớ được một cái sở hữu tương ứng với bao nhiêu tâm, hay là một tâm như vậy đó yếu hiệp bao nhiêu sở hữu. Thì sau này học ở các cái phần trên đó, thì có những cái lý mà chúng ta nhờ đó chúng ta sẽ không quên. Chẳng hạn giống như là sau này chúng ta học về các cái đề mục chỉ tịnh, thì khi đó là chúng ta sẽ nhớ rõ ràng hơn là tại sao mà ở trong cái tâm siêu thế đó lại là không thể có cái hai cái sở hữu vô lượng phần. Do vậy giờ này các vị
học viên chúng ta nhớ được cái nào đó thì tốt cái đó, nhưng mà cái nào mà chúng ta không có nhớ được á thì cũng đừng có vội nản lòng là bởi thấy ví dụ pháp không mà nó nhiều chi ly quá, thành ra mình sợ rằng là mình không có nhớ. Mà thật ra người khác học được thì mình tất nhiên cũng học được. Và hôm trước tôi cũng nói với các vị rồi, tôi không phải là một người có trí nhớ tốt, là một cái trí nhớ bình thường, cái trí nhớ trung bình thôi, nhưng mà vẫn có thể nhớ được, là bởi vì nó cũng có những cái lý để cho chúng ta nhớ. Thì bây giờ cái phần môn này đó thì chúng ta cũng nhớ là cái tâm của chúng ta đó, là khi cái tâm khi sanh lên đó thì nó cũng phải có cái điều kiện, có cái chỗ mà nó để nó sanh lên, thì cái môn này giống như là cái cửa mà đi qua, nó giống như là chúng ta trước khi chúng ta vào căn nhà đó thì chúng ta phải có cái cửa chúng ta mới vào trong nhà được, hay là từ trong nhà nhìn ra ngoài đó thì chúng ta cũng phải thông qua các cái cửa mà chúng ta có thể thấy cái ngoại cảnh bên ngoài, thì cũng vậy, tâm mà muốn bắt cảnh bên ngoài đó thì cũng thông qua các cái cửa này. Đó là môn. Và cái môn này ở đây là tôi hướng dẫn liền với cái bậc, bởi vì hai cái này nó giống nhau, bậc quá tốt. Cái phần tiếp theo chúng ta học đó là bậc. Bậc thì nó cũng dễ nhớ giống như môn, tức là môn thì có sáu, thì bậc thì cũng có sáu. Môn thì gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thì bậc cũng vậy, gồm có nhãn bậc, nhĩ bậc, tỷ bậc và số một là nhãn bậc, nhãn hai là nhĩ bậc, ba là tỷ, bốn là thiệt. Thứ năm là thân. Thứ sáu là ý. Vậy thì về phương diện chi pháp á, thì chúng ta thấy rằng là cái vật và cái môn á, nó giống nhau. Cái nào cũng có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Nhưng mà ở đây nó là một cái vật á, tức là nơi mà cái tâm nó nương. Nó khác với cái môn á, là cái môn á, là cái nơi mà từ đó á, tâm có thể là bắt cảnh cái cảnh bên ngoài. Nó ví dụ giống như là cái căn nhà của chúng ta đó, là cái căn nhà đó là chúng ta có thể là ngoài những cái thành viên ở trong gia đình thì có thể có những người khác có thể đến nhà đó, như là bà con, bạn bè, những người mà chúng quen biết với mình có thể vào cái căn nhà đó. Thì khi mà những người mà có thể vào được cái căn nhà đó thông qua các cái cửa, các cái lối đi vào nhà, thì các cái lối đi vào nhà đó được gọi là môn. Còn vật á, tức là cái chỗ á, mà cho các cái tâm này nương gá, thì nó giống như là cái căn nhà của chúng ta đó, thì có nhiều người thông qua các cái cửa nhà có thể ra vào, nhưng mà người mà nương dựa vào cái căn nhà đó thì nó khác với người có thể ra vào cái căn nhà đó. Ví dụ như là căn nhà của chúng ta, nó thành viên trong gia đình nó là chỉ có ba người thôi, ba người nương gá cái căn nhà đó sinh sống, nhưng mà người ra vào thì có thể là nhiều người. Thì cũng vậy, cái nhãn môn á, nó được ví dụ giống như là cái cửa ra vào, và cái cửa ra vào đó thì thông qua cái cửa đó có thể nhiều người ra vào. Thì tương tự nhãn môn á, là có nhiều cái tâm nương gá trên cái ngõ này ra vào. Giống như hồi nãy chúng ta ví dụ ở trong cái lộ trình tâm, thì ngoài khi mà cái tâm nhãn môn sanh lên á, thì tiếp theo đó là tiếp thu, quan sát, đoán định, rồi động lực, rồi na cảnh, thì những cái dòng cái tâm thức đó nó sanh lên đó, là từ cái ngõ mắt hay là cái ngõ nhãn môn đi vào. Còn đối với cái vật á, là chỉ cho cái nơi mà cái tâm nương gá,
Bởi vì ở trong cái những cái cõi mà những cái cõi gọi là những cái cõi sắc giới á, thì khi tâm sanh lên á, là nó phải có cái vật nào đó nó nương. Chứ nếu không có vật nào đó mà nó nương giá đó, thì cái tâm đó nó không có thể sanh được. Chẳng hạn giống như là nếu mà mắt đôi mắt của chúng ta bị hư á, thì nhãn thức á, nó không có thể sanh khởi ở chỗ khác được. Cái nhãn thức á, nó không thể sanh khởi ở bất cứ phần nào trên cơ thể của chúng ta. Tương tự đối với tai, mũi, lưỡi cũng vậy. Tức là nếu mà cái tai của chúng ta bị hư, cái thần kinh nhĩ của chúng ta bị hư, thì cái nhĩ thức á, nó không có cái chỗ nương gá, cho nên nhĩ thức nó không có thể sanh được. Như vậy thì vật là cái chỗ mà cho cái tâm nương. Thì ở đây á, cái chỗ mà cho cái nhãn thức sanh lên được á, thì cái chỗ đó gọi là nhãn vật. Cái gì, cái vật, cái thành phần nào mà để nhĩ thức sanh lên được á, thì gọi là nhĩ vật. Tương tự tỷ, thiệt, thân và ý. Vậy thì trong cái nhãn vật á, thì chính là cái thần kinh nhãn, tức là cái dây thần kinh trọng yếu quyết định cái việc mà mình có thể thấy hay không thấy ở con mắt, chứ không phải là toàn bộ con mắt. Thì chính cái thần kinh đó là cái chỗ mà để cho cái nhãn thức nó nương gá. Và cái thần kinh đó là nó chỉ có để cho cái nhãn thức nương gá thôi, chứ các cái tâm khác đó, nó không có nương gá, nên ở trên cái thần kinh nhãn được. Và do vậy đó, khi mắt của chúng ta hư không có thấy được, thì tâm của chúng ta vẫn còn đó, tai chúng ta vẫn có thể nghe, mũi vẫn có thể ngửi, thiệt vẫn có thể nếm, thân vẫn có thể xúc chạm, ý vẫn có thể suy nghĩ. Như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng là khi con mắt nó hư á, thì chỉ có cái nhãn thức, tức là cái tâm mà nhận biết cái cảnh sắc á, nó không có biết được thôi, chứ còn ngoài ra thì còn lại thì các cái tâm khác á, nó vẫn có thể còn. Như vậy rõ ràng rằng là cái nhãn vật á, nó chỉ có làm cái chỗ nương gá duy nhất cho hai cái tâm nhãn thức. Tương tự đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thì nhĩ là thần kinh nhĩ, tỷ là thần kinh tỷ, thiệt là thần kinh thiệt, thân là thần kinh thân. Thì ở đây chỉ có cái thân vật á, nó khác với cái nhãn nhĩ tỷ thiệt. Là nhãn nhĩ tỷ thiệt á, là nó nhỏ gọn, tức là đôi, cái thần kinh nhãn thì chỉ ở đôi mắt thôi, rồi thần kinh nhĩ thì ở tai thôi, nhưng mà riêng cái thần kinh thân á, thì ở khắp trong thân, cái nơi nào mà chúng ta có thể chúng ta có cái xúc giác, và nơi nào mà chúng ta có thể cái xúc giác của chúng ta nhận cảm nhận được khi mà chúng ta tiếp chạm á, thì ở đó nó thì đều có cái thần kinh thân. Ở đây có cái vấn đề là cái ý vật. Cái ý vật á, cái ý vật chỉ qua đi gọi là hát đó giáo quá thú. Chuyển hai tay giá chữ quá thú chúng ta dịch là vật rồi ha. Còn chữ hai tay giá đó, chữ hai tay giá Bali, trong tiếng Bali nó cũng có hai nghĩa. Thứ nhất nó là cái trái tim, thứ hai nó là cái tâm. Và cái giống như trong cái tiếng Việt của chúng ta, khi chúng ta nói rằng là một người mà có cái tâm, có tấm lòng nhân hậu á, thì chúng ta vẫn có thể nói là cái trái tim nhân ái. Trái tim thì nó cũng giống như là cái tấm lòng. Rồi, trong trường hợp này thì cái chữ Bali và chữ Việt nó giống nhau như vậy, là cái tâm á, là chữ hai đánh giá, vừa là cái tâm vừa là trái tim. Cho nên là cái sắc ý vật á, có người nó dịch là cái sắc trái tim. Tuy vậy đó thì ở trong các cái bộ luận thì không có chỉ rõ cái nào là cái sắc ý vật hết. Và do vậy có người đã cho rằng là cái sắc ý vật là cái nơi mà cái tâm nương, là có người ở đó là những cái thần kinh ở trên cái bộ não. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ hiểu là cái sắc ý vật, tức là cái thành phần vật chất nào trong thân của chúng ta
mà nhờ đó cái tâm còn có thể nương gá được. Và do vì có cái câu chuyện của ngài Mục Tiền Liên đó, thì ở đây một số các vị Phật tử chúng ta còn nhớ đó là khi mà các cái tên cướp mà họ giết ngài đó, họ nghĩ rằng ngài là một vị đại thần thông, cho nên mà nếu mà họ chỉ giết ngài thôi đó thì cũng có thể, nếu mà cái thân xác của ngài nó còn nguyên vẹn như vậy đó thì rất có thể nó bằng cái thần thông của ngài đó thì ngài sẽ không có chết. Cho nên là nó nghĩ như vậy, cho nên là nó băm nát cái thân của ngài, mà trong kinh nói rằng nó băm nát như cương vậy đó. Dạ. Và nó rải đi, nó rải khắp nơi. Dạ. Nó nghĩ rằng là do vì cái khả năng, nó cứ nghĩ đơn giản là hễ mà cái thân thể của ngài mà băm nát chừng nào như vậy đó, thì cái khả năng này phục hồi lại thì càng khó khăn chừng đó. Và quả thật là lúc như vậy đó, thì trong chú giải mới nói rằng là nếu không phải là một vị đại thần thông như ngài Mục Tiền Liên đó thì không dễ dàng khi đó nó còn có thể là duy trì được cái tuổi thọ. Và khi đó, trước khi đó thì ngài Mục Tiền Liên ngài quán sát rằng là do vì cái nghiệp của ngài tới, do vậy ngài chú nguyện rằng là một cái phần thân thể dù nhỏ bé nhất của ngài thì cái nào mà còn có thể được thì cái tâm của ngài sẽ nương gá nơi đó. Thì từ cái sự việc, từ cái câu chuyện đó thì chúng ta mới có một cái, chúng ta có hiểu cái ý vật á, tức là cái phần vật chất nào trong cơ thể này mà ở đó tâm có thể nương gá được thì đó gọi là ý vật. Chứ chúng ta chưa có đủ cơ sở để xác định rằng là cái trái tim, là cái tâm nương, hay là chính cái bộ não là cái tâm nương tựa. Dạ. Mặc dù á, bởi vì người ta xác thấy rằng là nếu là một người cái tim ngừng đập á, thì người nó sẽ chết. Nhưng hoặc là một người á, là cái bộ não không còn á, giống như người ta bị tai nạn nào đó mà ảnh hưởng cái đầu á, thì vẫn có thể là mất mạng. Dạ. Thì ở đây chúng ta cũng không có rõ rằng là cái tâm á, nó sẽ nương gá vào ở đâu. Có lần đó tôi có thấy một cái clip, không biết người ta ghép hình ngày hôm nay thì tất cả các cái hình ảnh hay kể cả những cái clip nó cũng có thể thật giả lẫn lộn, mình không phải là chuyên môn, giờ mình không biết rằng là cái đó là thật hay giả. Tức là cái hình ảnh của một cái con gà mà khi mà nó mất đầu rồi thì nó vẫn còn sống được trong một cái thời gian vài ngày. Dạ. Dạ. Tất nhiên là tôi cũng không biết rằng là cái clip đó là thật hay giả, nhưng mà nếu là thật á, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái khi mà con gà mà nó còn sống, nếu mà nó bị mất cái đầu như vậy mà nó còn sống vài ngày, nó có nghĩa là nó vẫn còn cái nơi mà có thể là cái tâm nương gá được. Do vậy cái ý vật này thì ở đây chúng ta chỉ hiểu là đó là một cái phần vật chất trong thân mà nhờ đó cái tâm nương gá, thì cái đó gọi là cái ý vật. Trở lại nó thì ở trong cái phần yếu hẹp này đó, thì cái vật chính là cái nơi mà cho cái tâm nương. Và về cái chi pháp á, thì cái vật á, nó giống bên cái môn, nhưng mà cái ý nghĩa á, thì khác nhau. Cái môn á, là cái cửa mà từ đó là tâm có thể bắt được cái cảnh ở bên ngoài, còn vật á, là cái nơi mà tâm nương gá. Cụ thể hơn là cái nhãn môn á, là cái nơi mà nhiều cái tâm thức nhờ đó mà sanh được. Còn cái nhãn vật á, thì cái nơi này chỉ là cái chỗ nương cho cái tâm nhãn thức thôi. Là cái phần tiếp theo của chúng ta học đó là chúng ta học về cảnh. Đó là về cảnh. Chữ Pali là Aramana. Hoặc chữ Alambana. Ở đây xin lưu ý là cái chữ cảnh mà được dùng trong ví dụ pháp đó, nó khác với cái cảnh mà trong cái ngôn ngữ thông thường mình dùng. Ví dụ như thông thường mình dùng, mình nói rằng là cái cảnh đẹp, thì cái cảnh đẹp đó là cái cảnh mà mình phải mắt nhìn. Nói cách khác đó là cái đối tượng, nó là cái cảnh sắc đối tượng của mắt. Nhưng mà ở trong cái diệu pháp đó, cái cảnh ở đây nó đồng nghĩa với cái đối tượng,
cái đối tượng ở đây lại là cái gì mà tâm biết á, thì cái đó gọi là cảnh. Do vậy cái đối tượng của con mắt cũng là cảnh, mà đối tượng cho tai cũng là cảnh, đối tượng cho mũi nhận biết thì cũng là cảnh, đối tượng cho lưỡi nhận biết cũng là cảnh, mà đối tượng cho tâm nhận biết đó là cũng là cảnh, chứ không phải là cảnh là chỉ có để mắt thấy thôi. À, chúng ta nghe một cái tiếng hay là chúng ta nếm một cái vị ngon, thì ở trong cái ngôn ngữ bình thường đó là cái sắc do mắt nhìn thấy thì chúng ta mới gọi là cảnh, còn cái vị ngon đó, hay là cái âm thanh hay đó, thì chúng ta không có gọi là cảnh. Nhưng mà ở trong cái dự pháp đó là cảnh đó, tức là cái đối tượng tâm biết, đối tượng tâm biết thì gọi là cảnh hết. Thì cảnh ở đây á, trước hết á, là cảnh có sáu. Cảnh thì cũng có sáu giống như trên, bởi vì ở đây chúng ta có cái mồm, có cái bật. Và cái môn, cái vật này á, nó có cái sáu cái đối tượng của nó. Dạ. Cái đối tượng của sáu cái căn này đó thì gồm có mắt đó thì thấy cái gì? Cái sắc. Tai thì nghe tiếng. Mũi thì ngửi mùi. Lưỡi đó thì nếm vị. Thân á, là xúc chạm. Còn cái cảnh thứ sáu gọi là cái cảnh pháp. Hôm trước thì chúng ta cũng có nói cái này rồi. Thứ sáu là cảnh pháp. Như vậy cảnh á, thì gồm có sáu cảnh, cho cái đối tượng là sáu cái căn môn. Đối tượng của mắt á, thì gọi là cảnh sắc. Đối tượng của tai là cảnh thinh. Của mũi là cảnh khí. Của lưỡi là cảnh vị. Của thân là cảnh xúc. Và của ý là cảnh pháp. Như vậy cảnh pháp á, tức là cái cảnh gì, cái đối tượng nào mà được nhận thức không thông qua các cái giác, năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì tất cả các cái cảnh đó đều gọi là cảnh pháp. Trong đó, nếu những cái cảnh sắc nào mà chúng ta đã thấy và bây giờ không còn nữa, trong cái tâm trí của chúng ta chỉ có trạng lại thôi, thì cái cảnh sắc đó, cái cảnh sắc đã diệt đó cũng được gọi là cảnh pháp. Giống như là buổi sáng mình đi ngắm một cái cảnh nào đó mình rất là thích, tối về đó mình cũng còn nhớ lại. Thì khi mà chúng ta nhớ lại cái cảnh mà ban sáng chúng ta thấy đó, thì cái cảnh mà mình nhớ lại đó thì nó cũng còn thuộc về cái cảnh pháp. Là bởi vì chúng ta nhớ lại bằng cái tâm trí của mình, chứ không phải bằng con mắt. Cụ thể là khi mà chúng ta nhắm mắt lại thì chúng ta vẫn nhớ lại cái cảnh mà chúng ta đã thấy. Như vậy rõ ràng rằng là cái cảnh đó là do cái tâm trí trạng lại, chứ không phải do mắt thấy. Chỉ cái cảnh nào do mắt thấy, do tai nghe, do mũi ngửi, do lưỡi nếm, do thân xúc chạm, thì khi đó nó mới nằm ở trong cái cảnh sắc thinh ký vị xúc. Còn cái cảnh nào mà không do giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân biết đó, thì tất cả cái cảnh đó nó đều là cái cảnh pháp hết. Như vậy thì sáu cái cảnh này có sáu cảnh đó, thì chúng ta cũng dễ nhớ, là bởi vì từ ra cái sáu, từ cái sáu căn, sáu môn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì chúng ta có cái sáu cái đối tượng là sắc, thinh, khí, vị, xúc, hay là sắc, hay sắc rồi tiếng, rồi cái mùi vị, cái mùi, cái vị, rồi cái sự xúc chạm, là cái đối tượng thứ sáu, là cái đối tượng cho cái tâm ý. Tuy nhiên thì do vì cái cảnh pháp này, là nó là cái cảnh mà còn lại
ngoài năm cái cảnh trên. Cho nên cái cảnh pháp này á, có rất là nhiều. Chẳng hạn giống như là cái một cái cảnh đẹp đã qua, hay là một cái tiếng hay mà mình bây giờ mình nhớ lại, hay là khi mà chúng ta ăn một cái món ăn nào đó ngon, bây giờ chúng ta nhớ lại vân vân, thì chúng ta thấy rằng là riêng là năm cái cảnh ngủ trên á, là khi mà chúng ta trạng lại, hay là chúng ta tưởng tượng nó sắp đến, hay là chúng ta tưởng tượng về nó đang xảy ra, thì khi đó là nó đã riêng cái cảnh pháp không, là nó đã phức tạp. Và chưa kể nó là những cái vấn đề mà do thuần túy, do ý suy nghĩ thôi. Thì do đó mà cái cảnh pháp này đó thì được chia ra rất là nhiều. Thì khi mà nói gọn á, thì cái cảnh á, là có 6. Khi mà nói rộng á, dạ, ở đây là 6 là nói khái quát. Dạ, khái quát là 6. Là chúng ta chỉ khái quát thôi. Dạ. Còn mà nếu mà chia rộng á, thì có nhiều cách phân loại, nhưng mà thường thường á, thì được phân loại thành 21. Dạ. Phân loại rộng á, thành 2, rộng là 21. 21 cảnh. Và 21 cảnh này đó thì được đề cập đến rất là thường ở trong vi diệu pháp, cho nên chúng ta học theo cái cách phân loại 21 cảnh này. Và xin lưu ý các vị đó, lòng là trong cái cách phân loại này á, là chúng ta nên mở ngoặc đơn là phân loại theo tên gọi. Ví dụ giống như là tâm, khi mà chúng ta phân loại tâm ra theo tánh thì chúng ta có là thiện, bất thiện và vô ký. Thiện, bất thiện và vô ký. Trong cái cách phân loại theo tánh này thì cái pháp nào là thiện thì pháp đó không là bất thiện, cũng không phải là vô ký. Tương tự, pháp nào là bất thiện thì pháp đó không là thiện, không là vô ký. Cũng như là cái pháp nào là vô ký thì pháp đó không thiện, không bất thiện. Nhưng mà trong cái cách phân loại cảnh theo tên gọi ở đây á, là nó không như vậy. Mà trong đó nó có những cái cách gọi tên á, là cái này á, là nó đôi khi là nó có bao hàm cái kia, là do vì tùy theo cái trường hợp diễn đạt mà người ta gọi cái nhóm cảnh đó với cái tên gọi khác nhau. Cụ thể đó là khi mà chia theo 20 hay chia theo 21 cảnh á, thì trước hết đó là chúng ta có cái gì, chúng ta có cái 6 cái cảnh trên. 21 cảnh thứ nhất là từ 1 đến 5 á, thì gồm có sắc thinh khí vị xúc, gồm có cái sắc thinh khí vị xúc. Năm cái này á, là đã là 5 cái cảnh rồi, nhưng mà nó còn có một cái tên gọi chung, cho nên là có cái 6 là cảnh ngủ. Cảnh ngủ á, tức không phải là một cái cảnh riêng biệt, mà gom 5 cái cảnh này cho một cái tên gọi. Như hồi nãy tôi nói các vị đó là cái cách phân loại theo cảnh này đó, là các vị lưu ý đây là cái cách phân loại theo tên gọi. Do đó chúng ta không có thắc mắc rằng là tại sao mà có cái sự trùng lắp như vậy. Ở đây nó không phải là nó trùng, nhưng mà do vì tùy theo cái cách diễn đạt mà chúng ta có nhiều cái tên gọi khác nhau. Ví dụ giống như là khi nói với cái nhãn thức, thì nhãn thức á, thì chỉ có thể biết cảnh sắc.
Nhưng mà nói đến hai cái tâm tiếp thâu á, thì bắt cả cảnh ngũ, tức là thay vì chúng ta phải nói rằng là tâm tiếp thâu á, là bắt được cái cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nói như vậy nó dài dòng. Do vậy đó, vì cái lý do để diễn đạt dễ dàng hơn, cho nên có một cái tên gọi chung. Trong những cái trường hợp nào mà năm cảnh này được kể làm chung một nhóm, thì khi đó nó có một cái tên gọi riêng. Thì năm cái cảnh này đó, nó có về cảnh mà phân loại theo 21 cảnh đó, thì chúng ta phải nhớ rằng là đây là cái cách phân loại theo tên gọi. Và do đó là cái cảnh thứ 6 đó là cái cảnh ngũ, cái cảnh thứ 7 là cảnh pháp. Cái cảnh thứ 8 á, là cái cảnh chân đế. Thứ 9 là tục đế. Tôi lặp lại á. Cảnh á, tức là cái đối tượng để thăm biết. Và chẳng hạn giống như là chúng ta bằng cái tâm của mình mà mình hiểu cái tâm của mình hay là của người khác, thì khi đó nó cái tâm của chúng ta nhận biết cái tâm của bản thân mình hay là bản thân của người khác, thì khi đó là được sẽ cái tâm đó là chân đế. Do đó cái cảnh khi này nó thì gọi là cái cảnh chân đế. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là trong cái cảnh pháp đó, nó có bao hàm cả cái chân đế và cái tục đế. Tuy nhiên khi mà phân loại cảnh thành 21 cảnh đó, thì nếu mà mình không có để ý rằng là do vì đây là cái cách phân loại theo tên gọi, cho nên chúng ta sẽ thắc mắc rằng là tại sao là nó có chồng chéo với nhau, chẳng hạn giống như là cái này nó bao hàm cái kia. Nhưng mà không phải như vậy, là bởi vì trong khi mà diễn đạt về một cái vấn đề, một cái lý pháp nào đó đó, nhắc đến một cái loại tâm nào đó với một cái đối tượng, thì khi đó nó không có thể nói cảnh pháp được, mà khi đó phải phân chia ra. Ví dụ như là khi người nói về cái đối tượng cho cái tâm siêu thế, thì khi đó không có thể nào nói rằng là cảnh pháp, là bởi vì tâm siêu thế không biết hết tất cả cảnh pháp, cho nên nó là chúng ta phải dùng một cái, chúng ta nói đến một cái cảnh khác, mặc dù cái cảnh đó là một phần trong cảnh pháp. Thứ 9 là tục đế, thứ 10 là dục giới. Dạ, thứ 10 là dục giới. Thứ 11 là đấu đại. Thứ 12 là niết bàn. Thứ 13 là danh pháp. Thứ 14 là sắc pháp. Cái phần này á, các vị chúng ta ghi thì chúng ta ghi cho biết thôi, chứ không có nhất thiết là phải cố gắng nhớ. 15 là quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ. 16 là quá khứ, hiện tại. 17 là hiện tại. Bảy là vị lai. Mười tám là cảnh ngoại thời. Chúng ta viết xong rồi, giải thích xong. Mười tám, mười chín là cảnh nội phần. 20 là ngoại phần.
21 là cái cảnh nội và ngoại phần. Thì ba cái cảnh cuối cùng chúng ta thấy rằng là nói đến cái nội phần, ngoại phần rồi là cảnh 21 đó, thì thật ra là cộng hai cái nội, cái ngoại chung là cảnh chân đế, tức là pháp chân đế, tương tự pháp tục đế, dục giới, đáo đại, cảnh niết bàn. Cảnh danh pháp, danh pháp thì chúng ta biết rồi, gồm có tâm và sở hữu. Cảnh sắc pháp tức là 28 sắc pháp. Cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là cái cảnh danh pháp hay là sắc pháp mà đã diệt hoặc là đang hiện hữu hoặc là chưa hiện hữu. Cái cảnh ngoại thời, ở đây chỉ có cảnh ngoại thời là khó hiểu. Cái cảnh ngoại thời đó là chỉ cho chế định và niết bàn. Bởi vì chế định thì không là giả định, thi thiết, quy ước. Và chính vì cái chế định là giả định như vậy đó, cho nên là nó không có cái thời gian. Bởi vì như chúng ta biết rằng là một cái thời gian á, là phải, nó là một cái thời gian, nó phải gắn liền cái hiện hữu. Thí dụ giống như là do vì có cái sự có mặt của một người nào đó, cho nên chúng ta mới có cái thời gian về con người đó. Ví dụ giống như là có mặt của, có sự ra đời của Chúa Giê-xu, cho nên chúng ta có khoảng thời gian về trước khi Chúa ra đời, hay là cái thời gian mà sau khi Chúa ra đời, vân vân. Thì tương tự nói cái thời gian đó là phải gắn liền với cái sự vật hiện hữu. Trong khi đó là cái chế định ấy, là cái cảnh mà do chúng ta quy ước mà có. Cho nên cái chế định được gọi là ngoại thời. Đồng thời đó, niết bàn nó không phải là một cái sự hiện hữu của cái danh hay là của sắc. Cho nên là chế định và niết bàn được gọi là ngoại thời. Còn cái cảnh nội phần á, tức là chỉ cho cái tâm sở hữu sắc pháp bên trong thân của mình, gọi là nội phần. Bên ngoại thân á, thì gọi là ngoại phần. Và cái cảnh, cả hai cảnh này cộng lại đó, thì nội và ngoại phần. Và như chúng tôi thưa với các vị đó là, ở trong, phải nhớ lại rằng là cách phân loại 21 cảnh này đó, là cách phân gọi để chúng ta gọi tên trong một số cái trường hợp. Chẳng hạn giống như là đều là cái cảnh pháp hết, nhưng mà do vì cái tâm đó, đó trong trường hợp đó, đó là chỉ có thể biết cái cảnh đáo đại, chỉ biết được cái cảnh pháp mà thuộc về phần đáo đại thôi. Do đó chúng ta phải có một cái tên gọi chỉ trong trường hợp này, đó là cái cảnh đáo đại. Hoặc là trong cái trường hợp nào đó, đó mà cái cảnh đó, đó cái tâm đó nó chỉ biết cái cảnh quá khứ chẳng hạn, thì khi đó nó cũng là cảnh pháp, nhưng mà cái cảnh pháp khi này nó cũng không phải là hiện tại, không phải là vị lai, vân vân, mà nó thuộc về quá khứ, cho nên là phải có cái tên gọi. Thì học ví dụ pháp xin lưu ý là khi mà phân loại như vậy đó, sau này chúng ta sẽ phải học thêm cái gọi là cái phân loại vô dư hoặc là hữu dư, là bởi vì có những cái cách phân loại đó mà tính hết cả các cái pháp, nhưng mà có những cái phân loại đó là không có bao gồm các pháp. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn giống như là cái phân loại, như là chúng ta phân loại các pháp được chia làm hai là chân đế và tục đế, thì cái phân loại này đó là bao gồm tất cả các cái pháp, không có dư sót. Ví dụ như là chân đế thì gồm có tâm sở hữu sắc pháp niết bàn, rồi tục đế gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Như vậy là cái sự phân loại này
thì bao gồm tất cả các cái pháp. Nhưng mà có những cái sự phân loại đó không có bao gồm hết tất cả các cái pháp, chẳng hạn giống như là phân loại về cảm thọ, về về thọ hỷ, thọ xả, thọ ưu, thọ lạc, thọ khổ, vân vân. Thì khi mà phân loại theo cái cảm thọ đó thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái sự phân loại này chỉ tính cho các cái danh pháp tâm và sở hữu thôi, chứ còn sắc pháp, niết bàn và chế định nó thì không có kể vào. Như vậy thì hai cái sự phân loại này nhá, trong cái gọi của ví dụ pháp gọi là một cái phân loại đó là vô dư và cái phân loại là cái hữu dư. Rồi như chúng ta vừa học về cái cách phân loại ngũ cảnh á, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là trong cái sự phân loại đó đó là nó không phải là những cái phần riêng biệt với nhau giống như là thiện, bất thiện và vô ký, mà cái sự phân loại này là phân loại theo cái tên gọi, là cái tên gọi này đôi khi nó là cả cái nhóm đã kể rồi được cộng lại, giống như là trường hợp của cảnh ngũ hay là cảnh nội và ngoại phân. Và cái sự và cái cách mà chúng ta các vị không hãy chờ tôi nhé. Và có những cái cảnh đó là nó là một phần của cái cảnh khác, và giống như là cái cảnh chân đế hay là cái cảnh sắc pháp, thì cái cảnh sắc pháp đó là nó là một phần của cái cảnh chân đế, ví dụ vậy. Thì bài học ngày hôm nay là chúng ta học, tóm tắt lại là chúng ta học tất cả là ba phần, đó là cái môn, vật và cảnh. Và trong ba phần này á, để chúng ta dễ nhớ đó, thì các vị nhớ rằng là ở trong cái thân của chúng ta gồm có năm giác quan cộng với cái tư tưởng của mình là cái cửa thứ sáu, là sáu cái giác quan. Thì cái tâm mà sanh qua thông qua cái sáu cái cửa này, sáu cái giác quan này đó được gọi là môn. Và trong các tâm á, thì do vì có cái sáu căn như thế này đó, thì nó phải có cái chỗ mà để cho các cái tâm này nương giá, cái đó gọi là vật. Và do vì có cái tâm có căn có cảnh đó, có tâm có thức đó, cho nên cần phải có cái đối tượng tâm biết đó, đó chính là cảnh. Thì nếu mà chúng ta dễ nhớ gọn lại đó, thì môn thì có sáu, vật thì có sáu và cảnh thì có sáu. Chỉ chẳng qua khi mà chúng ta chia theo 21 á, là đây là cái chia theo cái cách tên gọi, sau này các vị sẽ không chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy thẳng hàng, giống như khi chúng ta học lộ trình tâm thì chúng ta biết rằng là có khi là nói cái tâm đó là bắt cái cảnh chế định. Và mặc dù cái cảnh chế định đó nó cũng nằm ở trong cái cảnh pháp, nhưng mà nó chỉ là một phần của cảnh pháp thôi. Do vậy mà trong những cái trường hợp nào đó cụ thể thì có một cái tên gọi riêng cho cái cảnh pháp đó, đó là cái phần cảnh. Và nếu mà các vị mà thấy nó hơi dài dòng á, thì chúng ta chỉ còn nhớ về 21 cảnh này á, còn lại là 6 cảnh thôi, đó là cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp. Và như vậy thì bài học chúng ta kết thúc ở đây. Thời gian còn lại đó thì các vị nào có câu hỏi thì các vị hỏi. Dạ, xin mời đạo hữu Tâm Nguyên lên đặt câu hỏi với sư ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Xin thưa sư giảng về gõ một tí về cái giữa ý môn và ý vật. Theo con nghĩ cái này không biết đúng không, xin sư sửa giùm con. Con nghĩ có phải ý môn là ý giới và ý vật là có phải là ý thức giới không sư? Xin sư giải thích cho con giữa cái ý môn và ý vật sư. Dạ, cái ý môn á, ý môn cụ thể đó chính là cái tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp hay tâm hữu hay là gọi là cái tâm hữu phần. Và đây chính là 19 tâm làm cái việc tái tục. Còn mà cái ý vật á là thuộc về sắc pháp. Ý môn thuộc về danh pháp, mà ý vật thuộc về sắc pháp. Ý môn là cái điều kiện
mà nó để cho cái dòng cái tâm thức sanh khởi mà không có thông qua các cái giác quan. Còn cái ý vật á, là cái thành phần sắc pháp mà cho cái tâm nương gá, đó gọi là ý vật. Đã. Không biết anh có nói như vậy anh có... Dạ dạ con hiểu sư, dạ con hiểu rồi sư, dạ con cảm ơn sư ạ. Dạ. Và cái phần này á, cái phần ý môn, phần sáu môn này á, thì chúng ta sẽ rõ ràng hơn là trong cái phần lộ trình tâm, tại vì lộ trình tâm nó sẽ học phần sáu môn. Thì khi này á, chúng ta sẽ thấy rằng là nói đến cái nhãn môn á, thì có nhiều cái tâm ở trên cái tâm cái nhãn môn, chứ không phải là chỉ có cái nhãn thức. Nhưng mà cái nhãn vật á, là chỉ có cái hai cái tâm nhãn thức đương giá ở trên cái phần kinh nhãn thôi. Nhưng mà cái tâm mà sanh lên trong cái do con mắt mà nó nhận thức cảnh sắc đó, thì nó rất là nhiều. Tôi xin nhắc lại là ví dụ như các vị Phật tử nào mà chúng ta có muốn có nhiều cái thời gian cho câu hỏi đó, thì tôi có dành cho các vị ngày Chủ nhật. Tuy vậy đó thì ngày hôm nào mà các vị không có câu hỏi đó, thì ngày hôm đó thì tôi cũng không có vào lớp giống như là Chủ nhật vừa rồi, tại do vì cũng không có học viên nào mà xin có câu hỏi, thành ra tôi không có vào lớp. Tuy vậy là cái dạ, vị nào mà dạ. Dạ thưa sư, nãy có một chị hỏi là nói con lặp lại cái câu hỏi, vì chị đó không có hiểu là giữa câu hỏi sư là giữa cái ý môn và cái ý vật nó khác nhau như thế nào. Thì sư nói là ý môn á, là nó về thuộc về danh pháp, nó là kiểu như là nó tâm về sở hữu, về cái lộ trình tâm, cái sở là cái hữu phần, nó thông qua các giác, nó không có thông qua các giác quan. Còn ý là cái cô hỏi vậy, cái sắc pháp nó là chỉ nó nương theo vào những, nó không phải nương vào sắc ý vật trái tim, mà những nơi gì mà nó có những nơi mà tâm có thể nương trên một cái vật chất thì nó gọi là tắc ý vật, phải không sư? Dạ phải, chính xác rồi. Dạ con chỉ nhắc lại để từ cái gì Phật tử nó hỏi nãy là không hiểu á, nên con hỏi sư là chắc chắn. Dạ con cảm ơn sư. Do vì cái những cái cách mà phân chia của ví dụ pháp á, nó cũng khác với cái nó khác với cái mà chúng ta nhận thức về cái y học. Khác ở đây cũng là chúng tôi nói là cái danh từ diễn đạt. Ví dụ giống như là bây giờ chúng ta gọi là cái nhãn vật á, chính là cái thần kinh nhãn. Đó là cách mình dùng tạm thôi. Bởi vì về cái y học á, là họ có những cách gọi chuyên môn để chỉ cái thời dây thần kinh nào nó đóng cái vai trò quyết định cho con mắt của chúng ta có thể thấy hay là không thấy. Và ngày xưa đó thì không có những cái tên gọi đó, cho nên ở trong cái cách diễn đạt của vi pháp đó là chỉ cho cái thành phần sắc pháp nào mà nhờ đó là cái con mắt của chúng ta có thể thấy được. Ngày hôm nay thì chúng ta tạm dùng cái từ mới, nó là cái thần kinh nhãn, cái dây thần kinh. Chứ thật ra cái dây thần kinh đó là cái từ của y học ngày nay. Còn trong ví dụ pháp đó, là chữ quách thú ở đây tức là cái thành phần vật chất, và nhờ đó là cái nhãn thức nó có thể nó nương gá, thì nó gọi là cái nhãn vật. Tương tự như vậy đối với cái ý vật. Dạ, kính mời quý vị tiếp tục giơ tay ạ. Cũng xin lưu ý là các vị, bất luận các vị học viên nào á, chúng ta có hỏi vấn đề gì đó, thật ra tôi không có, tôi luôn luôn sẵn sàng để có thời gian cho các vị hết á. Chứ các vị nhiều khi nhiều vị ngại hỏi đó, rồi có những cái vấn đề thắc mắc rồi không hỏi, rồi học thêm đó thì càng học nó càng chồng chất, mà đôi khi
không có điều kiện để không có thời gian để quay lại, bởi vì các vị biết rằng là càng lúc mà bài vở càng nhiều. Do đó là nếu mà các vị nào mà không có ngại, không có tiện hỏi ở trong lớp học thì chúng ta có thể chúng ta hỏi trong cái ngày chủ nhật, hoặc là các vị nào có thể liên lạc qua cái số phone của tôi, các vị hỏi cũng được. Tại vì có mục đích chính là tôi muốn cho các vị Phật tử hiểu bài. Chứ còn nếu mà tôi hướng dẫn mà các vị không hiểu như vậy đó thì vừa mất thời gian các vị mà cũng vừa mất thời gian của tôi đó. Mà trong khi đó chúng ta cũng không có ai được cái lợi lạc gì. Dạ thưa sư, cho cô xin hỏi về cảnh là sư. Dạ. À, dạ thưa sư, giống như sư nói là nếu mà tính theo cảnh nó có 6, và nếu mà tính rộng ra thì nó có 21 cảnh. Thì ý con muốn hỏi sư là nếu mà mình ngồi trong thiền, thiền quán, mình quán sát, thì mình phải nên hiểu 21 cảnh đó, thì lúc đó mình mới biết là mình trong cái cảnh nào, phải không sư? Nếu mà mình không hiểu rõ về cảnh thì sau lúc mà mình ngồi trong thiền quán là mình biết mình đang là ở dục giới, sắc giới, hay là vô sắc, hay là như vậy, phải không sư? Thưa anh là cái phần này á, là chúng ta sẽ có cái phần học ở trong cái phần về cái chỉ tịnh và minh sát ở trong cái phần ví dụ pháp. Nhưng mà cái câu hỏi của anh bây giờ đó thì tôi cũng xưa tôi với anh á, là không phải trường hợp nào của vị hành giả nó cũng có thể, vị hành giả nó đều biết ví dụ pháp hết, tại vì vẫn có những người không học ví dụ pháp, người đó vẫn có thể tu thiền được. Nhưng mà cái biết của người tu thiền cái chân thật như thế nào, là chẳng hạn giống như là khi mà chúng ta vào rừng á, chúng ta gặp một cái trái cây nào đó, cái trái cây đó mình chưa có gặp lần nào, tất nhiên là mình không có biết tên gọi, nhưng mà về hình dáng của nó, về màu sắc, rồi cái hương cái vị của nó đó, là mình đã tiếp xúc trực tiếp, mặc dù mình không biết tên gọi là gì, nhưng mà cái biết đó là biết một cách chân thật do vì mình cảm nghiệm trực tiếp. Thì đối với vị hành giả đó, là vị đó dù không biết được theo cái cách phân loại của trong kinh hay là ví dụ pháp chăng nữa, nhưng mà vị đó biết theo cái cách chân thật, giống như là một người gặp một cái trái cây nào đó lạ lần đầu, mình không có biết tên, tuy vậy đó thì mình vẫn biết nó một cách rõ ràng. Thì tạm ví dụ như vậy đó anh. Dạ con chính kính chị anh sư, và con thưa sư, con muốn hỏi sư về cái môn mà sư, vì con có đọc trong bài về môn, trong những cái 6 môn, và con có nghe nói là có vô môn nữa sư, con không hiểu cái vô môn là như thế nào sư. Dạ cái vô môn á là một cái vô môn là cái tên gọi của một cái thiền phái Trung Hoa, là gọi là thiền vô môn. Dạ, và cái điều đó thì đó là một cái tên gọi theo cái cách diễn đạt, chứ không phải là cái cách phân loại ở trong ví dụ pháp, và cái vô môn đó cũng không có là một cái thuật ngữ của trong Phật giáo Nguyên Thủy. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Bạch sư cho con hỏi ạ. Dạ, dạ. Bạch sư lúc nãy con có nghe sư nói là cái ý môn ấy thì ví như là có Đại sư nghe không được rõ. Dạ không nghe được cô. Không biết là các vị học viên ở đây có vị nào nghe được thì các vị hoan hỷ lặp lại dùm. Cô Nhung còn đó. Con cũng không nghe được ạ. Dạ thưa con không nghe được ạ. Con cũng không nghe được ạ. Dạ. Dạ hoàn toàn không nghe được chi cô. Dạ. Con cũng không nghe được. Dạ. Xin mời đạo hữu Loan Trần lên đặt câu hỏi ạ. Dạ thưa sư, sư giải thích giùm con cái cảnh số 6, cảnh ngủ ạ. Con cảm ơn sư. À cảnh ngủ chứ thật ra nó là cái cảnh đó là do năm cái cảnh kia cộng lại gọi là cảnh ngủ. Tức là hay nói cụ thể thì như mình nói là cái tâm mà biết cảnh ngủ, tức là cái tâm đó có thể biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ con cảm ơn cô sư nghe kịp không ạ? Dạ con nghe được ạ. Dạ. Con cảm ơn sư. Tại vì có những tâm là nó chỉ biết được một cảnh thôi, giống như là cái tâm nhãn thức thì chỉ biết cảnh sắc, tâm nhĩ thức thì chỉ biết cảnh thinh, nhưng có những tâm là biết được năm cảnh,
Mà nếu mà trong cái năm cảnh đó mà mình không có tên gọi riêng, mình nói là cái tâm này biết được cái cảnh sắc tinh khí vị xúc nó dài, nó hơi dài dòng, cho nên mình có một cái tên gọi khác là cái cảnh ngũ cho nó gọn. Bởi vì tôi cũng lưu ý các vị là cái cách mà phân 21 cảnh đó là đây là cách phân theo cách gọi tên. Do đó là nó có những cái là cái này nó là cái nhiều khi cái cảnh này nó là do các cái cảnh khác cộng lại, trường hợp cảnh ngũ đối với các sắc thân khí vị xúc cũng vậy. Dạ. Dạ con cảm ơn sư ạ. Dạ. Dạ con thưa sư, có một câu hỏi của đạo hữu Quý Ma Lá. Xin cho dạ. Con hỏi 19 tâm làm việc tái tục thì phải có đủ 19 tâm hay không cần thiết phải có đủ để làm ra một kiếp sống của chúng sinh ạ? Dạ con xin gửi. Dạ, dạ khi tục sinh chỉ có một trong 19 tâm thôi chứ không thể cùng lúc hai tâm đâu. Dạ. Tức là cụ thể như thế này. Là trong 19 tâm tái tục đó thì đó là các cái tâm như là cái tâm quan hai tâm quan sát và xả. Rồi tám đại quả. Rồi chín tâm quả đấu đại, thì khi mà một chúng sinh đi tục sinh nó chỉ bằng một trong 19 tâm đó thôi, chứ không phải cùng lúc 19 tâm. Nhưng mà do vì cái phần cái trong cái phần sự, tức là phần việc làm của tâm á, tôi không có nói rõ cho các vị là trong một việc làm như vậy có bao nhiêu tâm, chỉ nói sơ sơ qua thôi, giống như là cái tâm tục sinh á, thì gần có 19 tâm hay là vân vân. Thì bởi vì do vì cái phần này á, là nếu mà bây giờ nói nó thì có thể các vị cũng sẽ không nhớ, mặc dù các vị có thể ghi lại, nhưng mà chúng ta sẽ học rõ ràng hơn ở trong cái phần lộ trình tâm. Do vậy mà tôi không có đề cập rõ ngay cả cái hôm mà chúng ta ôn tập đó, thì tôi cũng không có đề cập đến một trong một việc làm như vậy có bao nhiêu tâm. Dạ. Dạ thưa sư, con đã thấy đạo hữu Quý Ma Lá đã trả lời là con kính tri ân sư ạ. Dạ. Dạ thưa sư, hiện con không thấy có bàn tay giơ lên nữa ạ. Dạ. Con có muốn một câu hỏi nữa sư, con có muốn dạ. Một câu hỏi. Dạ. Dạ. Thưa dạ. Sư trả lời cho sư giúp con hiểu cái nếu mà trong cái 14 sự đó sư dạ. Thì cái công thức nó mở thì nó tùy theo cái lộ trình nó như là giống như là cái nhãn thức, nhĩ thức, dạ. Ý thức. Nhưng mà nếu mà cái năm cái ngũ môn nó không mở mà nó chỉ có cái ý môn thôi thì nó sẽ qua là cái đón định liền hả sư, nó sẽ đi qua từ cái đón định đến động lực nếu mà cái ý môn nó khởi lên, phải không sư? Dạ. Dạ phải. Dạ nó không dạ, có tiếp thôi. Dạ, dạ dạ. Nhưng mà do vì cái phần này các vị nha. Vì chúng ta cứ nhớ về cái 14 sự các môn kỹ, tại vì cái phần các vị hỏi đó thì chúng ta sẽ học ở trong cái phần lộ trình tâm. Thì tôi nghĩ rằng là có vẻ giống như là trong cái lớp học này rất là sẵn sàng học lộ trình tâm, bởi vì những cái câu hỏi của các vị phần lớn hình như nó có liên quan đến lộ trình tâm đó. Nhưng mà dạ, do con kính tri ân sư à. Dạ. Nhưng mà do vì trong cái lớp học này mình cần phải học một số cái chi tiết trước khi mình vào lộ trình tâm. Cho nên mình học cho đủ trước khi mình học trình tâm, tại vì tôi cũng muốn rằng là có những vị học viên lần đầu tiên học á là đi vội đôi khi các vị không có nắm được. Dạ, thì tôi mong rằng là trong cái phần lộ trình tâm á, dạ. Các vị còn có hỏi không ạ? Dạ xin mời đạo hữu Phùng Điệp ạ. Dạ dạ. Dạ thưa sư, con không có đặt câu hỏi nha sư à. Con chỉ nói là dạ. Con lần đầu tiên nha sư dạy chậm vậy con mới hiểu được. Dạ con tri ân sư ạ. Dạ dạ dạ, cảm ơn cô. Dạ. Dạ mời đạo hữu Diệu Phương ạ. Đạo hữu Diệu Phương có câu hỏi đặt với sư không ạ? Bạch sư ạ, lúc nãy con có hỏi sư câu hỏi về nhãn môn đấy, nhưng mà lúc ấy đúng ở chỗ con không có mạng nên con không nghe được gì cả, sư đã giải thích.
Ừ. Cái giảng môn á, tức là cái mình hiểu năm na đây là cái cửa bằng con mắt, mà nhờ cái cửa này á, mà các cái tâm nó sanh lên. Nó giống như thế này là cô, là có mỗi người họ ai cũng có cái tham, cái sân, cái si. Nhưng mà có người đó là do cái tham của họ là họ họ nhìn cái cảnh đẹp họ tham. Có người đó tham á, là do họ nghe cái tiếng hay họ tham. Có người đó tham á, là do vì họ ăn một cái món ngon mà họ tham. Như vậy đều là tham hết, nhưng mà nó qua các cái cửa ngõ khác nhau. Có người thì qua cái ngõ mắt, có người thì qua cái ngõ tai, có người thì qua cái ngõ lưỡi. Thì qua cái ngõ nào chúng ta gọi đó là cái môn. Ví dụ giống như là do vì thấy cảnh sắc mà khởi lên cái tâm tham, thì gọi là cái tâm tham nó sanh qua cái cửa con mắt. Do vì thấy nghe cái tiếng hay cho nên khởi lên cái lòng tham, cái tâm tham đó được gọi là nó sanh qua cái ngõ tai, cái ngõ nhĩ môn. Tương tự đối với các môn còn lại. Dạ thưa, nói như vậy không biết rằng là cô có nghe kịp không ạ? Có vẻ hình như cô Diệu Phương không có nghe được. Các vị ở trong phòng có vị nào còn nghe tôi được không ạ? Dạ thưa, nghe được thưa sư. Dạ, dạ con nghe được sư. Nghe thưa. Dạ con nghe được sư. Các vị có nắm được hết mấy cái môn đó hay không? Dạ nắm được đó sư. Dạ các cái môn là cái cửa ngõ như vậy thôi. Dạ. Nếu chúng ta không còn cái câu hỏi nào thì chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Các vị nào còn cái câu hỏi mà hỏi không kịp á, thì các vị có thể gửi vào cái hộp thư của chùa, hoặc là các vị báo với tôi sẽ trong cái ngày chủ nhật á, tôi sẽ vào lớp chia sẻ. Dạ. Dạ. Dạ, chúc các vị ăn vui. Dạ, chúc tất cả ăn vui. Kính chào sư. Dạ, 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 các vị. Yeah. Yeah.